nó lật từ mé bên phải của em, nó lật qua hai vòng rồi cái nó kiếng nó đập hết rồi, xong rồi cái gọn chân em thọt lại dưới. Trên xe đang trên đổ dốc xuống anh, nên là bác tài á vượt xe bồn nhưng là bị lệch tay lái á, xong cái nó lệch xuống đèo, nó lộn khoảng tầm 4 vòng, xong rồi cái xe nó lật ngửa lên rồi em bị kẹt trong ghế á, ghế nó bị đè lên cái tay nó không nhúc nhích được, còn bạn kia thì bị đứt cái tay ra luôn. Như vậy, tính đến tối 8 tháng 1, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 11 nạn nhân vụ tai nạn, trong đó có 3 trường hợp phải phẫu thuật. Còn nạn nhân Vũ Thị Thảo, 21 tuổi, đã ngừng phản xạ, bệnh nhân tử vong do mất máu. Đáng chú ý, nạn nhân Ngô Thị Susan, 21 tuổi, quê Kiên Giang, bị đứt lìa cánh tay trái và đã được phẫu thuật khẩn cấp. Sau phẫu thuật, cánh tay bệnh nhân đã hồng lại, nhưng cần có thời gian để đánh giá. Hiện nhiều sinh viên vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ tai nạn quá đột ngột và kinh hoàng này. Sau khi thăm hỏi các nạn nhân trong vụ lật xe, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có cuộc làm việc nhanh với chính quyền Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Ông đánh giá đây là vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng, bởi tai nạn gần như khiến toàn bộ hành khách trên xe bị thương. Đồng thời, ông cũng đã chỉ đạo tất cả những đoạn cong nguy hiểm phải có hộ lan mềm, hộ lan 2 tầng để các xe nếu có va vào cũng không lao xuống vực và giữ xe lại. Thưa quý bà con, thấy bụng cậu con trai mới chào đời được 4 tháng, ngày càng phát triển lớn, phụ huynh đã đưa tới bệnh viện để thăm khám. Và qua kiểm tra hình ảnh, các bác sĩ phát hiện một khối thai chiếm hết nửa bụng bên phải của bệnh nhi. Và theo bác sĩ điều trị tình trạng hiếm gặp này gọi là thai trong thai, khối mô có cấu trúc gần giống bào thai, có chân, tay, bìu, xương sọ, thận, đốt sống, da và cả tóc, phát triển bên trong cơ thể của thai nhi, khoảng nửa triệu trẻ em thì mới gặp một trường hợp như vậy. Theo các bác sĩ, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết bé trai chỉ mới 4 tháng tuổi, nhưng khối u thai chiếm hết một nửa bụng phải của bé với đường kính khoảng 12cm và nặng khoảng 1,5kg. Khối u này nằm ở vị trí sau phúc mạc và dính vào các cấu trúc quan trọng, đặc biệt là bó mạch của thận phải và động mạch chậu. Ngoài ra, u còn chèn ép vào niệu quản khiến thận phải bị ứ nước. May mắn, cuộc mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhi không bị mất máu và không cần phải nằm hồi sức theo dõi. Ngoài việc ghi dấu thời mở cõi của các tiền nhân đi khẩn hoang lập ấp, ngôi đền Phú Tự ở Bến Tre được nhiều người biết đến với sự hiện diện của cây bạch mai cổ thụ độc đáo ngay trước sân mà người xưa còn gọi là thần mai đã 300 năm tuổi. Thưa quý vị, gọi là bạch mai nhưng không giống so với những cây mai trắng và mai vàng khác, không cần phải lấy lá, mỗi năm hoa vẫn nở rộ vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Tuy nhiên, có một điều vô cùng đặc biệt là 3 năm trở lại đây, cây bất ngờ trổ bông trắng ngần trong dịp Tết Nguyên Đán khiến cho nhiều người thích thú. Và ngay sau đây thì xin mời quý bà con cùng đến với tỉnh Bến Tre để tận mục sở thị cây bạch mai có 102 này. Cây bạch mai cổ thụ có 102 này còn có tên gọi khác là cây mai khê, nam mai hay mai mù u vì có hoa giống hoa mù u. Khác với những loại mai khác, bạch mai nở 4 cánh trắng tinh, nhụy vàng tỏa hương thơm ngào ngạt và nở vào độ Tết Nguyên Tiêu, tức là vào rằm tháng Giêng âm lịch, kéo dài đến cuối tháng Giêng mới tàn chứ không phải nở vào Tết Nguyên Đán. Hơn nửa tháng nay, bạch mai cổ thụ cũng bắt đầu trổ hoa sớm. Đây là năm thứ 3 liên tiếp bạch mai đều trổ bông sớm hơn 1 tháng rồi rụng dần, sau đó sẽ trổ thêm nụ để khoe lứa bông khác đúng hẹn Tết Nguyên Tiêu. Trong những ngày hoa nở rộ, tán cây toàn một màu trắng tinh khôi, người xưa cho rằng đây là vùng phước địa nên sinh xuất kỳ hoa dị thảo. Trải qua hơn 3 thế kỷ, hiện thân cây bạch mai chính không còn, nhưng từ gốc cây cũ đã mọc ra nhiều thân to, nhỏ, cao khoảng 14m, vươn dài ra từ 5 đến 7m, xoèn ngang mặt đất tạo thành tán rồng tỏa mát khắp sân đình. Đầu năm 2014, cây bạch mai được Hội Bảo vệ Thiên nhiên Việt Nam công nhận là cây di sản quốc gia. Dù còn khoảng 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, nhưng các nhà vườn ở Vương quốc Hoa Kiển Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đang tất bật thổi hồn vào những cây quốc kiển để tạo thành hình rất độc đáo. Và để phục vụ thị trường Tết Kỷ Hợi năm nay, các nhà vườn nơi đây đã cho trình làng sản phẩm kiển tạo hình có 102, đó là sản phẩm quất tạo hình heo vô cùng độc đáo. Nhờ nghề hóa phép này, nhà vườn nơi đây có thể kiếm tiền triệu xài Tết. Để có thể cho ra đời những mẫu kiển thú trên cây quất siêu độc, siêu ngộ nghĩnh này, nhà vườn phải mất từ 4 cho đến 5 ngày uốn ghép và tỉ mỉ tạo hình, để sao cho quả quất chín vàng lộ ra bên ngoài và mô phỏng giống như hình nhất. Từ những cây con đã được nuôi trồng trong một năm, khi hoàn tất việc tạo hình, mỗi một nghệ nhân lại có cách trang trí riêng giúp những chậu quất kiển của mình thêm sinh động và giống như thật. Tùy theo kích cỡ sẽ tốn nguyên liệu nhiều hay ít, theo đó giá bán cũng theo đó được ấn định. Với cặp kiển thú hình heo cao 50-70cm hay hình rồng với chiều cao 1,7m, đồng giá 7 triệu đồng một cặp. Cặp quất kiển hình hươu có giá 6 triệu đồng một cặp. Cặp trồng nhỏ 50cm có giá 1,2 triệu đồng một cặp.
Chính đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của những nhà vườn đã góp phần làm phong phú các sản phẩm kiển tạo hình phục vụ dịp Tết năm nay, đồng thời cũng đem lại sự sung túc, ấm no cho bà con nơi đây mỗi độ xuân về. Quý bà con thân mến, gia đình vốn được xem là tổ ấm, là nơi chúng ta tìm về mỗi khi mệt mỏi. Thế nhưng mà nhiều năm trở lại đây, tình trạng ngờ vực, ghen tuông tại nhiều gia đình liên tục xảy ra. Điều này không những khiến người trong cuộc phải thêm mệt mỏi, mà nhiều sự việc còn để lại những hậu quả vô cùng đáng buồn chỉ vì ghen tuông mù quáng. Và khi nhắc đến vụ việc này, quý bà con biết không, mới đây Phòng Hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an huyện Chợ Mới tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ giết người do mâu thuẫn ghen tuông tại quán cà phê Trúc Quyền thuộc tổ 14, ấp Hòa Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới. Theo thông tin ban đầu, anh Lê Văn Tây, ngụ ấp Long Thượng, xã Kiến An, có quan hệ bất chính với chị Mai Thị Kim Chi, là vợ của anh Nguyễn Văn Lợi, cùng ngụ tại ấp Long Thượng, xã Kiến An. Sau khi phát hiện sự việc, anh Tây và anh Lợi gặp nhau tại một quán cà phê trên địa bàn và xảy ra cự cãi, sau đó dẫn đến đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, anh Tây lấy dao tự chế trong người rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người của anh Lợi. Sau đó được mọi người can ngăn và đưa anh Lợi đến trung tâm y tế huyện Chợ Mới cấp cứu, nhưng anh Lợi đã tử vong. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý bà con và các bạn cùng sang Thái Lan để cùng tham dự một đám cưới hết sức đặc biệt của cặp đôi cô dâu và chú rể này. Trong hai cụ đều lớn tuổi phải không anh Minh Trí? Và hai người chắc chắn đã có một mối tình rất đặc biệt đây. Đúng rồi đó Thủy Tiên, của ông năm nay đã 100 tuổi, còn cô dâu thì chỉ thua chú rể 4 tuổi thôi. Chúng ta hãy cùng xem họ đến với nhau như thế nào để rồi có một đám cưới đẹp như mơ quý vị nhé. Trong lời công bố của MC và tiếng reo hò chúc mừng của quan khách, chú rể 100 tuổi của ông Tasga Sidok Buap đang hồi hộp, nóng lòng được gặp gỡ cô dâu 96 tuổi của mình, cụ bà Nangwin. Hai người gặp gỡ và hẹn hò tại một nhà dưỡng lão ở miền Trung Thái Lan sau hàng chục năm sống độc thân. Đám cưới được tổ chức theo nghi lễ đặc biệt bởi các nhân viên nhà dưỡng lão. Giám đốc nhà dưỡng lão cho hay đây là đám cưới đầu tiên ở Thái Lan có cô dâu và chú rể cao tuổi như vậy. Tiếp theo là một cảnh tượng thú vị có thể sẽ khiến nhiều người nghĩ rằng không ngờ rốc vỏ mía cũng hấp dẫn đến vậy. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị và bà con cùng chứng kiến. Nếu quý vị và bà con thấy chuyện rốc vỏ mía là quá bình thường và nhàm chán, thì cảnh tượng này có thể khiến chúng ta nghĩ lại. Chàng trai đang rọc vỏ mía mà chúng ta đang chứng kiến, đang biến việc rọc vỏ mía cho khách qua đường thành một màn biểu diễn cung phu thật là lạ mắt. Cứ mỗi lần nhảy lên hạ xuống là vỏ mía lại được gọt ra một cách nhanh nhẹn. Và rọc vỏ mía đặc biệt có 102 này của chàng trai đã thu hút rất nhiều khách hàng và họ gọi anh là anh trai mía cung phu. Được biết, những hình ảnh thú vị này được ghi lại mới đây tại thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Thưa quý bà con, nhắc đến Sóc Trăng thì mọi người thường nghĩ ngay đến món bánh bía, thứ món đặc sản trứ danh nổi tiếng khắp cả nước và một trong những nguyên liệu để làm nên chiếc bánh bía thơm ngon lẫy lừng đó là trứng vịt muối. Thế nhưng quý vị và Thủy Tiên có biết là những vỏ trứng vịt muối sau khi dùng xong thì có thể làm được gì không nè? Anh Minh Trí đang muốn thách đố Thủy Tiên đúng không? Bởi vì đã là vỏ trứng thì chỉ có thể bỏ đi thôi chứ sao có thể dùng lại được. Thủy Tiên không biết chứ những bạn học sinh của trường Trung học Phổ thông Phú Tâm, huyện Châu Thành đã nghĩ ra được một cách để sử dụng lại vỏ trứng vịt muối rất hữu dụng đó nha. Và để biết nó là gì, ngay bây giờ Minh Trí xin mời Thủy Tiên và quý bà con cùng xem phóng sự của miền Tây Kỳ Thú hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, từ vỏ trứng vịt muối như thế này, các bạn học sinh tại trường Trung học Phổ thông Phú Tâm, huyện Châu Thành đã tạo ra phân hữu cơ bón cho cây thanh long. Và ý tưởng của các bạn cũng mới vừa nhận được giải nhất tại cuộc thi Sáng tạo xanh vừa được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Và hiện nay, phóng viên miền Tây 24 giờ đã có mặt tại trường và mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ những chủ nhân của ý tưởng này. Vượt qua gần 300 tác phẩm của cả nước, tác phẩm sử dụng phế phẩm vỏ trứng vịt muối làm phân hữu cơ bón cho cây thanh long của hai em học sinh Trần Gia Hạo và Phan Thanh Tuyền đã giành giải nhất của nhóm học sinh trung học phổ thông trong cuộc thi Sáng tạo xanh lần thứ 2 do Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Thanh niên Nông thôn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Nói về xuất phát điểm của ý tưởng này, các em cho biết cũng từ tình hình thực tế tại địa phương, có nhiều phế phẩm từ vỏ trứng vịt muối, trong vỏ trứng lại có hàm lượng canxi cao,
Nếu tạo ra được phân bón sử dụng trên cây trồng thì đây thực sự là giải pháp giảm được tình trạng ô nhiễm môi trường và giảm chi phí sản xuất cho bà con nông dân. Bánh mía thì có một cái phế phẩm là không xử lý được, đó là vỏ trứng vịt muối. Thường đó là cái vỏ đó là xe gác họ không thu gom, nên là phải bắt buộc là người dân đó, là có một số hộ kinh doanh đó, thì họ đem đi đốt, và có một số hộ là họ thải trực tiếp ra môi trường, là về sông ngòi rồi gì là gây ô nhiễm rất là trầm trọng. Thì em thấy là vỏ trứng có rất là nhiều canxi, và đặc biệt đó là cây thanh long là rất cần rất là nhiều canxi. Có cái ý tưởng là tại sao mình không lấy vỏ trứng làm phân để bón vào cây thanh long, thay thế một cái lượng phân bón rất là nhiều, là giảm được cái chi phí cho nhà vườn. Sau khi có ý tưởng, các em bắt tay và thực hiện từ tháng 1 năm 2018 với các bước thu gom vỏ trứng từ các cơ sở sản xuất trứng muối, các lò bánh mía trên địa bàn và tiến hành xử lý. Dùng nước muối pha loãng để làm sạch vỏ trứng, loại bỏ độ mặn rồi đem phơi cho ráo. Sau đó xay nhuyễn và phải mất khoảng 6 tháng mới thành sản phẩm. Trước đó, giai đoạn nghiên cứu xử lý vỏ trứng, gửi mẫu phân tích và sử dụng mẫu thực nghiệm để bón cho cây cần rất nhiều thời gian để thực hiện. Giai đoạn là tách muối là khó nhất. Lúc đầu là em định sử dụng nước máy, nhưng mà khi nghiên cứu thì trong nước máy có nồng độ H cộng và CL trừ rất nhiều, có thể nó bào mòn canxi trong vỏ trứng, nên là em sẽ quyết định sử dụng nước giếng. Nước giếng là nó tự nhiên hơn. Cách là em rửa bằng nước rửa muối trong vỏ trứng bằng nước giếng 3 lần, mỗi lần em ngâm khoảng 1 tiếng rồi em thay nước, rồi xong là em đem phơi nắng khoảng 1 ngày. Trong quá trình thực hiện thì để nhằm lấy số liệu chính xác, thì em có gửi cái mẫu nghiên cứu lên trường học Cần Thơ nghiên cứu về hàm lượng khoáng, hàm lượng canxi và hàm lượng muối để em có thể cải tạo muối nó tốt hơn. Sau giai đoạn thực nghiệm, phân hữu cơ làm từ vỏ trứng vịt muối bón trên cây thanh long được đánh giá là hiệu quả, ngay cả khi dùng phân hữu cơ từ vỏ trứng tươi hay đốt thành tro. Sao mình biết là cái cây thanh long nó cần nhiều canxi lắm, nhưng mà những cái loại phân bón thông thường của mình ở đây là chuyên dành cho lúa thôi à. Thành ra cái khoáng nó không có đủ đáp ứng cho cây thanh long. Thì với vai trò là người hướng dẫn, cũng là cái người đầu tiên thử nghiệm cái sản phẩm này, thì sau khi mà đưa cái sản phẩm vô cái cây thanh long thì tôi thấy là cây thanh long tôi nó xanh, nó đẹp, và đặc biệt là cái trái. Sau khi nó có đủ canxi khoáng chất thì cái trái của nó bóng, tay nó dày, nó đẹp hơn so với những cái sản phẩm cùng loại của những cái nhà vườn khác. Thì đó là tôi thấy là tâm đắc nhất là cái đó. Với ưu điểm là tận dụng nguyên liệu phế phẩm bỏ đi, giảm được ô nhiễm môi trường, cách thực hiện đơn giản, ít tốn chi phí sản xuất và hiệu quả tương đối cao, nên khả năng nhân rộng của mô hình này là khá lớn. Và hiện các bạn trẻ còn đang nung nấu ý tưởng phát triển sản phẩm làm từ vỏ trứng vịt muối để tạo ra canxi cung cấp cho con người. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm dừng chương trình Miền Tây 24 giờ ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý bà con đã đón theo dõi chương trình. Và quý bà con cũng đừng quên gọi về số điện thoại đường dây nóng của Miền Tây 24 giờ là 0855777740 để phản ánh những vấn đề bất cập tại địa phương. Mới chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Miền Tây 24 giờ vào ngày mai trên kênh STV Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng.